Ta nó có ba thuộc tính là action này, method và encrypt type. Trong thẻ form thì chúng ta có thể chứa những cái thẻ, ví dụ như thẻ input. Biến thể đầu tiên chúng ta học là type bằng text. Xong nhờ đến đây chưa? Mấy bạn ngồi dưới có nhìn thấy gì không? Được chưa? Bây giờ xem cái input time text nó là cái gì nhá. Đây nó là cái này. Cứ zoom to ra. Thấy không? Nó là một cái nơi để chúng ta viết số, viết chữ, viết ký tự đặc biệt, các thứ các kiểu ở trong này. Bây giờ nó nhận những cái ký tự kiểu như thế này. Đấy là cái input time text. Đấy là loại biến thể đầu tiên chúng ta học và biến thể thông dụng nhất. Xong chưa? Sao trông có vẻ mặt ngơ ngơ vậy? Trời ơi! Chạy đi xe nào chứ? Nó lưu file đâu? Chuột phải là file đấy. Chuột phải là file này. Open in browser. Chuột phải là trong đây này. Có hiểu không nhỉ? Có ạ? Cái gì đây? Không nhìn xong bắt đầu cứ làm wow ớ. Ê, tôi làm lại nhá. Từ lần sau buổi tới mà tôi còn nhìn thấy cái tình trạng này tôi đuổi thẳng cổ ra khỏi lớp luôn nhá. Chứng tỏ là về chẳng luyện tập gì cả. Bất kể ông nào, kể cả thằng lớp trừ, thằng lớp trưởng, đến cái thằng lớp phó, thằng nào cũng thế. Tôi nhìn thấy là tôi đuổi thẳng ra khỏi lớp, không có chuyện ngồi đây nữa đâu. Nhá,
Đầu tiên tạo thư mục. Đây, tôi xóa hết thư mục của tôi đi này. Công thích tạo project của ông, cái thư mục chứa code của ông ở đâu cũng được, không quan tâm, ở ngoài desktop cũng được. Với HTML CSS không cần phải quan tâm đến cái vị trí nó ở đâu cả. Chuột phải vào cái thư mục này, chọn tạo thư mục mới, new folder. Được chưa? New ra, đặt tên cho nó. Cái chỗ mà tôi bảo L03 ấy, có hiểu chữ số 0 khác với chữ O ở đâu không? Hả? À? L03 là L03 chứ không phải là LO3 nhá. Ở đây không phải là tin code. Được chưa? Tôi không phải chơi tin code với các ông, cho nên là L03 là L03, không nói nhiều. Xong rồi cầm nó kéo vào trong này, thả vào. Xong chưa? Tiếp tục tạo thư mục, tạo file thì chuột phải nó vào. New file ra. Như ở máy của các bạn ấy thì new file nó tương đương với tạo ra một cái tab như này, untitled đúng không? Gõ tên file ra là form.html. Được chưa? Ctrl S xuống. Thấy nó trỏ thẳng vào thư mục của chúng ta không? Xếp xuống. Đấy, nó xuất hiện trong này này. Xong chưa? Không còn lần hai nhá. Lần này lần cuối cùng nhá, hai ông nhá. Còn lần sau tôi đuổi ra khỏi lớp, đi bàn về nói chuyện với thầy cô khác. Tôi không dạy kiểu đấy. Tiếp theo, với HTML thì gõ HTML ra đây này. Như chúng ta nếu mà có hai cái thì chọn cái đầu tiên nhá. Được chưa? Hoặc là nếu mà nó không ra cái này thì tap một cái khác nó sẽ ra. Được chưa? Thì như bình thường nó sẽ ra là hai cái thì chọn cái đầu tiên. Xong chưa? Đó, xong ở trong này chúng ta viết thẻ thì chúng ta chỉ cần viết tên thẻ thôi. Tap một cái là nó tự động nó ra. Xong chưa? Đó. Bỏ phần trong này đi. Sau đó chúng ta đến với cái thẻ tiếp theo là thẻ input, thì gõ chữ input ra một cái, tap một cái là nó ra. Thì chúng ta sửa cái tay thành text. Bỏ cái mớ phía sau này đi cũng được. Đấy, nó chỉ có bằng này dòng thôi. Làm luôn, khẩn trương. Làm mãi không xong thì cũng wow quá. Nó lướt qua con trai thì cũng cái không? Cũng bằng lớp B2, có lớp cả. Chúng không chẳng bao giờ tôi chụp như này. Có chữ input, nó tát xóa lên cái dòng đi. Input tạm lại, không cao chung cách. Input cao chung cách. Đấy, enter xuống. Sửa cái chữ này thành chữ text. Rồi. Rồi, chuột phải nó file. Open in browser. Thấy chưa? Thấy không? Đây ông hai có thẻ mà, có hai cái thẻ mở này nhưng nó lỗi lù lù đấy, không để ý. Chết xuống, chuột phải vào. Chuột phải có hai. Open in browser. Chọn Google, thấy chưa? Sao hai bạn xong chưa? Cái bản thì mua. Được chưa?
nó định làm gì nữa? Biết hết ở trong này, biết tính tin của đấy xem có được không? Cũng phải để chửi mới. Không nhờ? Không, anh cũng không nhờ. Đấy thế nào? Chưa, đấy là cái biến thể đầu tiên tôi sẽ comment vào đây, đây là biến thể dạng nhận ký tự. Tiếp theo chúng ta đến với cái kiểu biến thể thứ hai, tôi nhét một cái thẻ br vào phía trước để tôi có thể một cái dòng xuống dòng chứ không nó viết liền luôn trên cùng một hàng. Chúng ta biến thể thứ hai là input time bằng number. Time number. Input time number. Number nó là số, được chưa? Chứng tỏ là cái ô của chúng ta nó vẫn thế, nhưng mà nó chỉ nhận số mà thôi, viết chữ, tôi gõ chữ này không nhận được. Được chưa? Thì ở trong này nó chỉ nhận số, chữ E và dấu chấm. Ba ký tự thôi. Chưa nhỉ? Đấy là input time, khi chúng ta bấm vào trên hai nút trên dưới đây này thì nó tự động nó giảm một con số chúng ta. Được chưa nhỉ? Test đi. Cái này là nhận input biến thể dạng nhận số. Mở ngoặc các chữ số, chữ E và dấu chấm. Đó. Với cái thằng time number này chúng ta có những cái có các attribute đi kèm là step. Ví dụ từ step bằng 5. Các bạn xem đã nhá, từ từ. Mà hôm nay tôi không thấy thằng nào mang giấy mang vở ra. Bảo sao không theo kịp. Mang hết giấy vở đây xem nào. Những cái cần chép thì chẳng chép, xong rồi cứ làm linh ta linh tinh. Step bằng 5 này, reload này, các bạn xem này, mỗi một lần tăng là tăng lên 5 đơn vị, được chưa? Đó, thì ở đây chúng ta có thể là đặt những cái số step, thậm chí là 0.1 cũng được. Step bằng 0.1 thì chúng ta xem mỗi lần tăng hoặc mỗi lần giảm nó chỉ cộng lên 0.1 đơn vị mà thôi, được chưa? Đấy là cái thuộc tính của step. Tiếp theo chúng ta có min, ví dụ min bằng 0 chẳng hạn, max bằng 10. Được chưa? Đây là ba cái thuộc tính đi kèm với thuộc tính là time number của input. Thì chúng ta reload lại trang này, chúng ta nhìn 0, 1, 2 cho đến bao giờ đến 10 thì thôi. Thì tôi để là 9.9. Được chưa? Tôi cộng lên, nó chỉ lên đến 10, không tăng được nữa. Tất nhiên đây là chỉ là nếu mà chúng ta thực sự tương tác bằng số lên trên này, bằng cái ký tự này, thì chúng ta mới không lên được trên 10 thôi. Chứ còn chúng ta viết 11 ở đây chẳng sao. Được chưa? Cái này nó chỉ là mang ý nghĩa là tượng trưng ở trong HTML thôi, nhưng mà cũng vẫn phải biết. Đó, đấy, bây giờ thì làm gì làm đi, cốt gì thì cốt đi. Lúc nãy thì nghe giảng đi đã. Xong rồi đấy, làm đi. Lúc tôi nói thì ngồi mà ghi chép, xong bây giờ tôi sẽ để ra chúng ta ngồi cốt. Được chưa? Đấy là cách học. Không phải lúc nào cũng hì hục cậy mình có cái máy, xong rồi máy ở trường hôm sau về không gửi vào đâu. Quên bố mất. Thôi là đứt hết kiến thức luôn.
Xong chưa? Tiếp theo đến biến thể thứ ba. Chúng ta có nhiều biến thể lắm, tôi chỉ hướng dẫn chúng ta những cái biến thể hay gặp hay dùng thôi nhá. Biến thể thứ ba là input, biến thể về password. Input type bằng password. Chúng ta coi nhá. Phần này chúng ta bỏ mấy cái này đi cũng không vấn đề gì cả. Password này đúng không? Ví dụ như text chúng ta so sánh này. Được chưa? Ở đây chúng ta so sánh này. Nó chuyển sang dạng dấu sao. Nó che cái ký tự chúng ta nhập vào đi. Được chưa? Đấy là input type bằng password. Yeah. Chúng ta có thể là phá cái trò này bằng cách là chúng ta chuột phải vào inspect, sau đó sửa lại, nhìn thấy cái input không, sửa lại cái thằng này thành text, kích trong ngoài thì sẽ nhìn được cái text ở trong này. Được chưa? Thế cho nên là đừng có ông nào mà dạy lưu password ở trên máy nha. Người ta lấy được đấy, như tôi là tôi lấy được đấy. Tôi cũng chẳng lấy của các bạn làm gì đâu, nhưng mà lưu ý tự phòng chống cho bản thân mình, đừng lưu cái gì cả. Biến thể tiếp theo, input type bằng checkbox. Ví dụ như tôi có một cái chữ, một cái đoạn text ở đây, tôi để là đã kết hôn, hai chấm. Được chưa? Tôi có một input type checkbox ở phía dưới. Nếu mà tích vào đây là kết hôn rồi, nếu mà chưa kết hôn thì untick. Được chưa? Đấy là cái input type checkbox. Đến cái thằng checkbox này là cái hiển thị của nó khác hoàn toàn so với mớ ở trên. Được chưa? Ở trên thì chúng ta còn nhập liệu được vào, nhưng đến lúc này là chúng ta không nhập liệu được vào nữa, chúng ta chỉ có thể lựa chọn những cái thuộc tính mà người ta quy định thôi, những kết quả người ta định trước, lấy vợ hoặc không lấy vợ, vậy thôi. Được chưa? Tiếp theo đi kèm với cái checkbox thì chúng ta có cái biến thể là input type bằng radio. Cái thằng này chúng ta phải lưu ý là với cái thuộc tính cái input type radio, chúng ta được thì lưu ý thêm cái thuộc tính nhá, cái thuộc tính là name. Bây giờ chúng ta coi nhá. Đây là male này, đây là giới tính này. Đây là nam này. Đây là nữ này. Đây là thuộc giới tính khác này. Được chưa? Coi nhá, xem nó thành cái gì. Giới tính này, nam, nữ, khác. Không được đúng không? Giới tính chỉ có một thằng, chỉ có một giới tính thôi chứ. Không phải chọn nhiều như này được, đúng không? Thì chúng ta xem nha. Nó có cái thuộc tính name này. Name chúng ta để ở đây là giới tính. Copy này, pet xếp xuống. Chúng ta coi lại nhá. Nam, nữ, khác. Chọn cái này thì thôi cái kia. Được chưa? Đấy là cái thuộc tính về name ở trong cái input type bằng radio. Thì nếu mà có một tập hợp các radio thì những cái radio đấy nếu cùng tên thì các bạn chỉ chọn được một trong những cái radio đấy thôi, không được chọn những cái khác.
Xong chưa? Đến bây giờ chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Vẫn còn nhiều lắm. Tiếp theo, xong chưa? Đến biến thể tiếp nhá. Input time bằng file. Input time bằng file. Với cái kiểu biến thể này chúng ta có thể gửi những cái file dữ liệu ảnh của chúng ta này, rồi thì video, media, audio, các thứ các kiểu, gửi bất kỳ cái gì Excel gửi lên trên phía server. Ví dụ chúng ta upload cái ảnh avatar trên Facebook ấy, thì nó cũng là sử dụng cái input type bằng file này. Được chưa? Bây giờ chúng ta coi nhá. Đó, to file. Kích vào đây. Chúng ta được chọn một cái ảnh đó, ví dụ bài 1 up lên. Thấy không? Nó sẽ lưu vào trong này và chúng ta có thể gửi cái file này lên trên phía server để người ta lưu lại. Đó là cái input time file. Chúng ta có biến thể tiếp theo. Đó là biến thể input dạng date. Bây giờ chúng ta ngó cái nhá. Input dạng date. Time bằng date. Chúng ta nó sẽ ra một cái giao diện như này. Chúng ta có thể bấm vào đây để chọn một ngày nào đó. Được chưa? Chọn một ngày nào đó. Đó, 26 tháng 8. Chọn một ngày nào đó, chúng ta tắt nó đi, chọn ngày khác. Mùng 3 tháng 9. Đây là input time bằng date. Được chưa? Chúng ta có dạng input tiếp theo. Ví dụ chúng ta muốn chọn input dạng màu sắc chẳng hạn. Tôi chỉ demo nhá, phần này chúng ta không phải nốt lại bởi vì cái input time color này rất ít khi dùng. Hiếm. Input time bằng color. Đây chúng ta coi. Đó là một cái chỗ chọn màu đúng không? Chọn màu xanh. Xong. Tắt nó đi. Thấy không? Đó là một cái ô màu xanh, nó khi mà chọn xong nó sẽ lưu lại chúng ta cái giá trị của màu này. Đó, đấy là cái input time bằng color. Chúng ta bỏ qua cái này, tôi chỉ giới thiệu qua, nó còn rất là nhiều. Chúng ta có loại input tiếp theo là input time button. Và value ở trong nó là submit chẳng hạn. Hoặc là nếu mà viết tiếng Việt thì nó là gửi. Gửi. Thấy không? Nó chuyển sang dạng button. Một cái nút để chúng ta có thể bấm vào. Thì đấy là cái input type bằng button. Text hiển thị cái gì thì chúng ta viết vào trong cái thuộc tính là value của input đó. Được chưa nhỉ? Để tôi nhớ còn cái loại nào hay dùng không? Thôi chỉ còn 7 loại hay dùng rồi thôi. Vậy đã.
chúng ta nếu mà muốn tìm hiểu nhiều hơn về input này thì chúng ta có thể search. Được chưa? Ví dụ chúng ta search theo từ khóa là HTML input tag. Được chưa? Input tag, tag là thẻ, HTML là ngôn ngữ, input là tên thẻ, còn tag là thẻ. Đó. Nó sẽ ra chúng ta một cái danh sách, nhất là thằng VK3School này. Nó sẽ ra chúng ta một cái danh sách toàn bộ các thuộc tính đây này. Accept này, ALT này. Rất là nhiều. Tile đây, chúng ta nhìn cái một số lượng tile, button, checkbox, color, date, date time, local, email, file, hidden, image, month, number, password, radio, range, reset, search, submit, tell, text, time, URL, week. Nhiều. Quá nhiều luôn. Bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu hết thì chúng ta chỉ có tự làm thôi, chứ tôi không có thời gian, tôi hướng dẫn chúng ta từng cái một. Rất là mất thời gian. Được chưa? Đó. Thì đây là những cái dạng input thường dùng hay được sử dụng ở trong một cái form dữ liệu. Được chưa nhỉ? Không. Tiếp theo, chúng ta đến với cái thẻ tiếp theo nằm ở trong cái form này của chúng ta. Đó là thẻ take area. Take area. Cái thằng này các bạn nhìn thấy nó là có thẻ mở và thẻ đóng, chứng tỏ nó được phép chứa những cái nội dung là thẻ khác nằm ở trong nó. Được chưa? Được chưa? Bây giờ coi nhá. Thẻ take area. Như cái vùng chữ viết này không? Thấy không? Và thậm chí chúng ta có thể kéo lùi nó ra. Đố các bạn biết thằng này nó khác với thằng này ở chỗ nào? Hai cái thẻ này nó khác nhau ở chỗ nào? Hả? À? Đúng rồi, chính xác. Cái này có chỉ có một dòng thôi, còn cái này nó có thể có rất là nhiều dòng. Được chưa? Và độ rộng của nó cũng rất là lớn. Thì đấy là cái sự khác nhau của input và take area. Thì các bạn lưu ý, ở cái take area chúng ta có thể set up được cái chiều dài và chiều rộng của cái take area này bằng cách là col, set thuộc tính col. Col là số cột, tức là theo hàng ngang. Tôi muốn viết được khoảng 50 ký tự, tôi viết số 50 vào đây. Và row, tôi để 10 hàng. Thì chúng ta sẽ thấy nó tự động nó to ra. Thấy không? Và đúng 10 hàng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Đúng 10 hàng luôn. Đó là cái take area, là loại thẻ thứ hai ở trong cái form. Là loại thẻ thứ ba, quên xin lỗi các bạn. Loại thẻ thứ tư, tôi gọi đây là cặp thẻ. Nó là thẻ select. Select. Chúng ta bỏ cái name với cái multiple này đi nhá. Tôi để chữ quê quán này. Được chưa? Trong này tôi là Hà Nội. Đây là Hà Nam. Đây là Hà Tây. Đây là Hải Phòng. Được chưa? Thẻ select nó sẽ đi với các cái option nằm ở trong. Được chưa? Chúng ta coi này. Thấy không? Lựa chọn một trong những cái đáp án mà chúng ta đã quy định sẵn. Thì đấy là tác dụng của cái select và option. Được chưa nhỉ? Và thẻ cuối cùng của cái form này đó là thẻ button.
button nếu mà để bình thường á, nếu các bạn để button bình thường thì nó giống hệt như là cái thẻ input type button này. Nó khác cái là nó là tên một thẻ khác, thẻ button. Và có thể có chữ viết ở đây là lưu. Viết chữ thì chúng ta viết vào trong nội dung của cái thẻ đó. Chúng ta qua. Thì không khác gì nhau mấy đúng không? Được chưa? Button. Với cái button nó cũng có vài cái biến thể. Biến thể thứ nhất là biến thể submit, là nó giúp chúng ta cái nút này là cái nút gửi dữ liệu đi. Được chưa? Ví dụ tôi về bây giờ submit này. Submit này. Thì chúng ta viết text vào đây nhá. Đã kết hôn. Đấy, chúng ta thấy không? Nó gửi đi giới tính bằng on. Giới tính này. Chẳng biết on nhiếp gì. Nhưng mà chúng ta thiếu thuộc tính name. Nhưng mà các bạn nhìn thấy nó, khi mà bấm submit, nó gửi sang trang của chúng ta, sang form đúng không? Nãy nó cũng ở form nhé. Để ý này. Đây. Các bạn xem nhé. Lúc nãy nó ở đây. Tôi set thêm một cái name vào đây cho nó. Ví dụ name text này bằng name bằng user. Username. Rồi chúng ta coi nhé. Thế sang username bằng 123 tôi nhập vào đây không? Đúng không? Bây giờ tôi thêm một trang này nhé. Submit.html. Rồi xong. Ở trong này thì tôi sẽ viết cái action này này. Submit.html. Được chưa? Coi nhá. Gửi này. Nó sang submit.html đúng không? Đây là gửi cái biểu mẫu của chúng ta sang một trang khác để giúp người ta xử lý ở bên đấy. Nó tương tự như thẻ hyperlink. Nhưng mà cái thẻ hyperlink không mang theo dữ liệu được, còn thẻ form của chúng ta mang dữ liệu đi. Được chưa? Đấy là cái sự khác nhau giữa cái tác dụng của thẻ button type bằng submit. Xong chưa nhỉ? Chúng ta có cái type là reset hủy. Reset. Chúng ta coi nhá. Tôi đang viết text ở đây này, viết số ở đây này. Xong nhá. Đây form của tôi đang có dữ liệu nhá. Tôi bấm reset này, hủy. Nó về với cái máng lợn cũ và không còn tồn tại những cái gì chúng ta nhập vào nữa. Nó xóa trắng hết đi. Thay cho việc chúng ta muốn sửa hết thì chúng ta lại phải vào từng cái một, chúng ta xóa hết dữ liệu đi đúng không? Thay vào đấy chúng ta có cái button là type reset. Được chưa nhỉ? Đấy là toàn bộ những cái nội dung ở trong cái thẻ là thẻ biểu mẫu. Chúng ta thẻ form, thẻ này khá phức tạp. Xong chưa? Bây giờ tôi có một cái bài tập nhỏ nhỏ. Đó, chúng ta vào Facebook. Mở cái tab ẩn danh đấy, vào facebook.com. Đó. Chúng ta làm lại cho tôi cái form này. Không cần phải đẹp như nó nhé, nhưng mà chỉ cần biết chỗ nào là họ tên này, chỗ nào là tên, chỗ nào là số di động hoặc email, mật khẩu thì nó phải là cái field gì, đúng không? Rồi thì ở đây là cái thẻ này là thẻ gì? Thì chúng ta mỗi một cái thẻ dạng như này chúng ta để cho tôi 10 cái hiển thị nội dung ở trong. Được chưa? Nam, nữ và ở dưới có một cái nút để tạo tài khoản. Làm cái này tôi chỉ cho các bạn 15 phút thôi. Bắt đầu từ bây giờ. Luôn và ngay. Năm phút bắt đầu thì bây giờ cho đến 8-9 giờ 10.
để nó ăn tết mình biết số không này. Con tôi biết tôi cho nhập tết đi. Sau này thì tôi lấn bạn lên học sau về phía sau về JavaScript và AI hết rồi. Nên nhiều rồi. Bây giờ thì chưa. Học tạm. Tạo một file tên là Facebook trong đăng ký Facebook rồi đấy. Thôi vẽ lại cho tôi cái form này.
10 rưỡi các bạn. Chưa, nó đang đi dậy, 10 giờ mới xong. Ờ ok, vào trường đi. Xong chưa? Ừ. Rồi, ok. Hả? Cái gì mà tắt web đen? Không vào web đen hả? Cái này à, vào để vào đây hả? Control Shift Tab à, Control Shift N. Bấm vào Google Chrome Control Shift N. Hả? Cái này tùy trình duyệt ở đâu đấy, của tôi nó là màu đen, của các bạn nó là màu trắng thì sao? Cứ ra được cái form đăng ký này là được.
Rồi, 9 giờ 10 rồi. Chưa nha. Hả? À? Gì? Đây, bài này của chúng ta sẽ như sau. Facebook form. Trong này nó sẽ bao gồm các thẻ như sau. Thẻ đầu tiên, hai cái này là input đúng không? Hai thằng input ngang hàng. Ví dụ tôi để ở đây là chữ H1, H2 để đăng ký chẳng hạn. Trong một cái form, form này tôi sẽ có một hai cái thẻ input time and text. Các bạn ấy để ý cái chữ họ với chữ tên này, nó viết M vào đây tôi viết chữ nó mất đi đúng không? Thì đấy là cái tác dụng của cái thằng placeholder, đây là họ. Họ duplicate lên tên. Và chúng ta coi xem bài của chúng ta đến đâu đã, chạy đến đâu đã. Đúng họ và tên không? Được chưa? Được chưa? Đấy là họ và tên, sau đó chúng ta xuống dòng. Xuống dòng đến cái số di động hoặc email đúng không? Chúng ta BR nó xuống thôi. Tạm thời bây giờ chúng ta chưa có cái gì, chúng ta BR nó xuống. Đặt vào đây input time bằng text. Lại có placeholder số di động hoặc email. BR tiếp đến cái gì? Mật khẩu mới. Thì mật khẩu mới của chúng ta cũng là một input time bằng password đúng không? Placeholder là mật khẩu mới. Rồi bây giờ coi số di động hoặc email, mật khẩu mới, đúng chưa? Đến hai thằng ở dưới nữa là ngày sinh, ba thằng ở dưới là ngày sinh đúng không? Thì chúng ta để ở đây là cái chữ ngày sinh. BR nó đã. Ngày sinh thì chúng ta sẽ sau ngày sinh thì BR xuống là ba cái thẻ select. Select. Select đầu tiên có option là ngày tháng năm đúng không? Thì ví dụ ngày mùng 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, tôi duplicate thằng này lên. Đây là tôi để là tháng 1. Hai, ba, bốn, năm, sáu, tháng bảy, tháng tám, tháng chín, tháng mười. Đúng ngày mùng một đến ngày mùng mười tháng, đến từ tháng một đến tháng mười không? Bây giờ đến năm, tôi lại copy cái thằng này, tôi paste dưới này. Đây là năm. Sao nó hiển thị như này? 1999 các thứ các kiểu đúng không? 1999 2000 201 202 203 204 5 đó. Để chúng ta sẽ có cái form gần giống như nó, được chưa? Ngày, tháng, năm. Bây giờ đến cái nữ nam này đúng không? Thì chúng ta lại BR xuống thôi. BR ở dưới này là radio input, input time bằng radio, name bằng giới tính là nam, là nữ. Nam nữ không?
Và bây giờ chúng ta còn cái thằng button tạo tài khoản này nữa đúng không? Lại BR xuống. Xong. Có mỗi thế thôi, không có gì nhiều. Đấy là toàn bộ những cái gì mà cái bài này nó có. Làm đúng 5 phút xong. Rồi tôi đẩy code lên nhá. Các bạn lên GitHub để xem chi tiết. Rồi xong. Nhắc lại một lần này. Với nhà kho chúng ta đi với ba cái option, ba cái attribute: action, method và input time. Thẻ đầu tiên chúng ta làm việc với form là thẻ input. Trong input nó có rất là nhiều những cái biến thể, nó sẽ phụ thuộc vào thằng file này để trở thành cái biến thể. Ngoài ra trong form chúng ta còn đi với cặp thẻ là select option để nó ra những cái combo box để chúng ta lựa chọn một trong những cái đáp án. Bên cạnh đó chúng ta có một cái cao cấp hơn cái input, đó là cái text over here giúp chúng ta tạo ra một cái vùng để chúng ta biết viết nội dung bài viết, mà nó rất nhiều, nó có rất là nhiều dòng. Ngoài ra chúng ta còn có thêm cái button giúp chúng ta gửi dữ liệu của form đi, được chưa? Đấy là cái những cái thẻ về form trong HTML hiệu mẫu. Tiếp theo chúng ta sẽ sang với cái thẻ gần cuối chúng ta. Đó là thẻ siêu liên kết. Hyperlink. Gọi là siêu liên kết hyperlink nhưng mà thực ra nó là thẻ A. Nó là thẻ A. Thì trong thằng thẻ A nó có một tính nó rất là quan trọng, đó là cái href. HRF bằng một cái text nào đó. Cái text thì nó là tên của những cái file, hoặc là nói chính xác hơn là đường dẫn đến những cái file mà chúng ta mong muốn khi chúng ta bấm cái thẻ A này nó được hiển thị ra. Còn ở trong cái nội dung của thẻ A này, chúng ta để các bạn từng cũng được, để thẻ chữ viết cũng được, để viết nội dung gì cho mình cũng được. Như nhỏ đây tôi demo cái thẻ này rất là nhanh thôi. Thì chúng ta có cái submit form này đúng không? Đúng không? Nãy submit ở cái form.html này sang submit form đúng không? Bây giờ tôi quay trở lại cái form kia thì làm nào. Tôi tạo một cái HTML ra. Rồi, ở trong này tôi có mỗi thẻ thôi. Thẻ A. HTML các bạn nhìn thằng submit này với thằng form này ngang hàng nhau đúng không? Cái cấp bậc của nó ấy, trong thư mục của hai thằng này ngang hàng nhau. Thì chúng ta viết thẳng chữ form chấm HTML vào đây, nên là quay lại, được chưa? Đây chúng ta coi nhá, tắt thằng này đi ạ. Đây cái form của chúng ta lúc nãy đây đúng không? Lưu, thấy quay lại không? Bấm vào đây, lại quay lại sang kia. Có thể link đi bất kỳ đâu, đưa chúng ta đi bất kỳ đâu trong project của mình, được chưa? Thì khi mà chúng ta bấm vào cái chữ quay lại này, nó sẽ active cái tác dụng của cái href này với cái trang, với cái trình duyệt, thì nó sẽ điều hướng cái trình duyệt của chúng ta, cái tab hiện tại của trình duyệt của chúng ta, nó quay trở ngược lại cái nội dung mà chúng ta điều hướng nó đến, là quay lại cái trang form.html, được chưa? Thì đấy là cái thẻ hyperlink mà chúng ta cần phải lưu ý.
Được chưa? Đây là thẻ Hyperlink. Trong này chúng ta hoàn toàn có thể để nó là thẻ button được nhé, chẳng vấn đề gì. Còn nào thắc mắc gì về cái Hyperlink nhá? Đưa đi đâu cũng được, dùng chỗ nào cũng được. Và thẻ cuối cùng, và chúng ta làm quen với HTML, đó là thẻ để cùng chọn. Cùng chọn cho HTML. Cái loại thẻ này ấy, sau này các bạn sẽ dùng nó cực kỳ nhiều. Trong một website bạn dùng nó cực kỳ nhiều, thậm chí nhiều hơn nhiều so với các cái thẻ input. Nó chỉ ít hơn loại thẻ ở cái text. Chứ còn nếu mà nói về cùng chọn thì cực kỳ nhiều, giá là một. Thì những cái thẻ cùng chọn ấy, thực ra nó là cái ý nghĩa của nó là phân chia. Phân chia các cái vùng hiển thị trên trình duyệt. Và sau này nó nâng cao hơn, nó sẽ chuyển thành khái niệm là layout. Layout là cái, ví dụ cái website của chúng ta sau này á, chúng ta sẽ nhìn thấy website của chúng ta như này đúng không? Thường thường một website sẽ được phân chia ra làm 3 vùng chính, 4 vùng chính, một vùng là vùng header. Trên này thường chứa logo, menu và ô tìm kiếm đúng không? Tiếp theo là vùng footer ở phía dưới này. Đó là chứa các cái thông tin của cái công ty mà làm ra hoặc là cá nhân làm cái website này. Rồi thì fanpage Facebook, rồi thì là Google, các thứ kiểu đúng không? Rồi thì form đăng ký nhận tin mới. Đó, thì đây là phần footer. Tiếp theo nó sẽ là phần main content, nội dung chính của website ở đây. Được chưa? Nó là những cái bài viết chính, nó tóm tắt những cái bài viết chính của website. Sau đó ở bên này người ta gọi là Aside. Aside nó là vùng bên cạnh, nó chứa quảng cáo, chứa những cái bài viết liên quan. Thì là nó là ở cái vùng bên này. Thì là một website nó thường chia ra làm 4 vùng lớn như thế này. Thì chúng ta phải dựa vào những cái thẻ vùng chọn, chúng ta mới tách được website của chúng ta ra như thế này. Cộng với thêm CSS nữa thì chúng ta mới làm được cái việc đó. Được chưa? Lưu ý. Thì sau này mỗi một cái vùng này chúng ta sẽ có một cái thẻ tương ứng. Ví dụ như cái vùng đầu này, vùng đầu của website, nó sẽ là có tên là thẻ header. Vùng main content này nó sẽ có thẻ là thẻ main. Vùng aside nó có thẻ tên là thẻ aside luôn. Vùng footer chúng ta có thẻ là footer. Trong phần header này chúng ta có phần logo đúng không? Thì chúng ta có cái thẻ là nav. Navigation là cái vùng điều hướng. Đó. Tiếp theo nữa, các cái vùng ở trong này nó có thể là chiếm như này, thành một hàng ngang hoặc là thành một cái slideshow như này, đúng không? Thì nó những cái thẻ ở trong này, người ta kết cấu của nó có thể là thẻ article hoặc là thẻ section hoặc là thẻ div. Với HTML thuần không có CSS thì cái giao diện và cái hiển thị của tất cả các thẻ này nó như nhau hết, nó là display, là block. Là khi mà các bạn đặt một cái thẻ bất kể là thẻ gì thì nó chiếm hết nguyên một hàng ngang luôn, display block, không cho bố hoa nào ngang hàng đó. Nhưng mà sau này với CSS thì chúng ta mới bắt đầu là chia lại các thành vùng hiển thị của cái thằng này trên cái giao diện web của chúng ta để nó thành một cái layout chúng ta có thể chấp nhận và dễ dàng nhìn thấy, thu hút người dùng. Chứ còn nếu mà với HTML không, không có CSS gì thì nó chỉ mỗi thằng chiếm một chỗ, giống như cái bài ép dần em dần dần, chứ nó không có gì đặc biệt. Thì đấy, CSS nó rất dễ, còn có là các loại thẻ chúng ta tách ra các loại thẻ khác nhau như thế này. Được chưa? Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ít nhất là 8 loại thẻ cơ bản ở đây. Còn cách hiển thị đó, tí cái demo cho các bạn xem nó như thế nào. Tôi lưu lại các cái thẻ.
Được chưa? Bây giờ demo này. Các bạn xem nhé. Tôi sẽ có một cái thẻ header. Đây tôi để chữ header luôn. Là footer. Footer. Để deep. Article. Assign. Section. Đó. Cứ tạm thời demo bằng ngày cái nhá. Chúng ta coi xem nó có khác gì không. Mỗi thằng một dòng đúng không? Bạn thấy không? Mỗi thằng một dòng, chẳng có thằng nào chung đụng với thằng nào, thấy không? Đấy là cái cách hiển thị mặc định ở trong cái HTML của chúng ta với cái với các cái thẻ vùng chọn, có mỗi thế thôi. Đấy vùng chọn hết rồi. Bạn nhá. Được chưa nhỉ? Tiếp tục này. Đấy là đến thời điểm này là chúng ta học hết toàn bộ những cái thẻ mà thường dùng cần thiết nhất cho chúng ta với HTML. Thì chúng ta tổng hợp lại chúng ta có những loại thẻ gì? Đầu tiên là loại thẻ về text. Text thì có thẻ P, các loại thẻ H, thẻ strong hoặc là thẻ B, thẻ I hoặc là thẻ M, thẻ U, thẻ Stripe. Rồi thẻ gì nữa nhỉ? À, thẻ P rồi. À, cái gì? Cái gì nữa? À, B đi rồi. BR. HR. Đúng. Những cái thẻ, hai thẻ này là thuộc dạng thẻ text. Gì nữa? Còn nhiều. Trong này còn nhiều, chúng ta chỉ dùng lướt qua vài loại thôi. Còn nhiều thẻ map này, thẻ SUB, SUP này, đúng không? Còn nhiều lắm. Tiếp theo là thẻ về media. Media chúng ta làm quen với thẻ IMG, làm quen với thẻ video, thẻ audio. Hai thằng này thì đều chứa cái thẻ là thẻ 500 hoặc thẻ sườn. Nó sẽ link đến cái tài nguyên cho video và audio. Chúng ta có thẻ list, dạng danh sách. Thì trong list chúng ta có tổ hợp là UL, LI, OL, LI, DL, DD và DT. Được chưa? Chúng ta có loại thẻ là thẻ table. Giặt bảng thì chúng ta có tổ hợp của table. Thẻ table luôn. Của TS, T3D, T-Food, của TR, TD và TH. 1, 2, 3, 4 rồi. Chúng ta có thẻ hyperlink. Có mỗi là thẻ A thôi.
chúng ta có thẻ form. Thẻ form này nó sẽ đi kèm với các cái thể loại là thẻ form này, thẻ input này, thẻ select này. Select sẽ đi kèm với option, thẻ text area và thẻ button. Và thẻ cuối cùng của chúng ta là thẻ vùng chọn. Nó sẽ đi kèm với các thể loại như kiểu là header, footer, main, section, article, div, nhạc, size, 3.3. Đây là tổng quan về các cái thẻ, các cái loại thẻ, các cái thẻ chúng ta học có làm này rất là nhiều, hơn 30 thẻ thì đây chưa tính số lượng biến thể của thẻ in và thẻ input, nó cực kỳ nhiều. Thì chúng ta phải nhớ được, ít ra phải nhớ được là những cái dạng thẻ này chúng ta nên dùng loại thẻ gì. Dùng về text chẳng hạn thì chúng ta nên nhớ lại xem là nó có cái những thẻ gì có thể sử dụng được. Tiếp theo này, cái nốt phần này nó xong sớm thì chúng ta có thể nghỉ sớm. Cái cấu trúc của một file, của một thẻ HTML vậy, chúng ta để ý nhé. Ví dụ nói đơn cử như thẻ link này, wow, cấu trúc của nó sẽ bao gồm hai thành phần. Nhớ rồi, nó bao gồm hai thành phần. Thành phần đầu tiên là tên thẻ. Tí bây giờ cũng phải từ nhà đi chứ. Vâng, vâng. Rồi, ok chị. Nha. Rồi, bao gồm tên thẻ này cộng với, đây là một cái nhá, một cái tên thẻ nó là cái link này đúng không? Được chưa? Tên thẻ dưới này là cái header đúng không? Được chưa? Còn đây là, đừng nhầm với cái này nha, cái phần thứ hai không phải là cái này đâu. Cái này là nội dung của thẻ, được chưa? Nhưng mà chúng ta quay trở lại với các cái thẻ khác, ví dụ đặc biệt là thẻ form này. Chúng ta nhìn thấy những cái này. Thấy không? Cái đấy người ta gọi cái khái niệm là thuộc tính của thẻ. Thuộc tính của thẻ hay gọi là attribute. Attribute hoặc là property. Thuộc tính của thẻ, được chưa? Ví dụ biên có hai cái này đã xong tính tiếp. Tên thẻ rõ ràng rồi, nó là cái nơi định nghĩa cho thẻ, đúng chưa? Và với chỉ với tên thẻ không, chúng ta có thể cái trình duyệt đấy, nó có thể là hiển thị ra cái hình dạng và cái tác dụng của cái thẻ đấy với trình duyệt rồi, đúng không? Tuy nhiên đặc biệt với cái thằng input này, thằng của nó input này, chúng ta nhìn thấy đây là thuộc tính đúng không? Khi mà thuộc tính được xét một giá trị nào đó, được chưa? Thì cái trình duyệt á,
nó sẽ tự động dựa vào tên thẻ cộng với giá trị được xét cho cái field là cho cái thuộc tính là type này, mà nó quyết định xem là cái thẻ này sẽ được hiển thị như nào, là input dạng text hay là có thể viết password vào đấy. Khi mà viết password thì nó sẽ là hiển thị giống sao sao sao, hoặc là nó sẽ hiển thị ra hình vuông, nó có là thành checkbox, đúng không? Đây là thành phần cực kỳ quan trọng của bất kỳ cái loại của bất kỳ cái thẻ HTML nào. Bây giờ các bạn nhớ nhá, bao giờ cũng vậy, sẽ có là tên thẻ cộng với thuộc tính, mỗi thuộc tính này sẽ được gắn với một cái loại giá trị nào đấy, một giá trị nào đấy, và tổ hợp của hai của những cái thằng này nó mới hình thành nên cái thẻ HTML được hiển thị ngoài trình duyệt, được chưa nhỉ? Đó, cho nên là chúng ta phải nắm được những cái thuộc tính nào quan trọng với những cái thẻ HTML của chúng ta, được chưa? Đây người ta gọi là thuộc tính hay còn gọi là attribute nhá, cái tay phía trong này, được chưa? Bây giờ tôi chia tiếp ra những cái loại thuộc tính này của chúng ta có những cái loại nào. Với tôi chia ra làm hai loại chính, một loại là loại default attribute, là những cái loại mà chúng ta bắt buộc phải nhớ, phải biết, bắt buộc luôn đấy, bởi vì cái đấy nó có quy định ở trong HTML rồi, bởi quy định bởi cái tổ chức W3C có rồi, ở W3C nó có sẵn, là chúng ta bắt buộc phải học thôi chứ chúng ta không định nghĩa ra được, và chúng ta còn phải học và phải hiểu. Cái loại thứ hai là cái loại về custom, tức là những cái thuộc tính mà chúng ta tự định nghĩa ra và chúng ta sử dụng nó. Những cái đấy nó không ảnh hưởng đến cái việc hiển thị ở trên cái trình duyệt, ở trên cái thẻ của chúng ta, nó là vô thưởng vô phạt. Nhưng mà dựa vào custom attribute này thì cái HTML của chúng ta nó mới trở nên là gần như là chứa được dữ liệu vô hạn, chứa bao nhiêu dữ liệu cũng được, được chưa? Thì bây giờ tôi đi thẳng default trước nhá, đi mình default trước này. Thứ nhất, các cái thành phần từ default trước thì default attribute này nó sẽ có những cái loại, những cái attribute mà thằng nào cũng dùng được, tức là tất cả các thẻ ở đây thẻ nào cũng dùng được. Ví dụ như attribute về width height warmth style id class là những cái attribute mà bất kỳ thẻ nào cũng dùng được, được chưa? Ví dụ tôi bê cái thuộc tính width 2 vào trong này, đây là cái vùng chọn này đúng không, tôi sẽ có cái width bằng 400 pixel thôi, 2 bằng 400 pixel nữa, style bằng background màu light pink, được chưa? Chúng ta coi nhá, đói quá, được chưa? Thấy light pink chưa? Hình như tôi viết sai chữ width. À, không ăn à? Hai này không ăn rồi. À, thì tôi nhầm đấy, cái width 2 này không phải là tất cả các thẻ đều ăn đâu nhá. Chỉ có thằng style thôi. Sorry các bạn. Rồi. Background là màu nền. Đây là code CSS. Thì các bạn sẽ được học ở buổi sau. Rồi, ok, chúng ta cứ nhớ tôi cái width 2 nhá. Thì width 2 này nó ID với thẻ ảnh hơn. Rồi ok, thì chúng ta có cái width, cái 2 style này. Và cái ID là class, ID class nó sẽ áp dụng trong cái việc chúng ta sau này để xác định một cái selector, tức là một cái thẻ hoặc một số lượng thẻ nào đấy sẽ được áp dụng cái CSS của chúng ta. Thì sau này các bạn sẽ được học buổi sau thôi, không sai đâu. ID class này, đây là những loại thẻ, thẻ này quy định là cái thuộc tính quy định về chiều rộng, thuộc tính quy định về chiều cao, style này quy định về cách hiển thị của cái thẻ của chúng ta.
Thì ví dụ như kiểu chúng ta sẽ viết CSS nằm trong cái thẻ style này, ví dụ đây background lighting đúng không? Tôi set lại cho nó cái border. Ví dụ là border bằng 1 pixel solid. Màu là màu đen. Chẳng hạn thế. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó có cái viền đen ở trong ngoài này, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cho nó thêm là cái border radius bằng 10 pixel chẳng hạn. Thì nó sẽ có là một cái vùng bo tròn như này. Được chưa? Cái CSS nó sẽ ảnh hưởng đến cái cách hiển thị của các thẻ của chúng ta một cách trực tiếp luôn. Đó là về CSS. Thì nó sẽ được viết ở trong thẻ style. Được chưa? Và cái ID class thì để buổi sau chúng ta học. Được chưa nhỉ? Đấy là những cái thuộc tính mà nó được dùng chung khá là nhiều những cái thẻ HTML. Chúng ta nốt lại nha, không phải quên đấy. Rồi. Tiếp theo, ngoài những cái dùng chung kia ra thì ở trong những cái loại thẻ này nó có các thuộc tính nào chúng ta cần phải lưu ý hay không? Thứ nhất là loại thẻ về text, chúng ta chẳng có cái gì để lưu ý cả. Về text nó không có default, nó chỉ đi không có, không cần phải nhớ. Về media, cái này có nhiều. Media thì có rất là nhiều. Xóa text đi nhá, text chúng ta không có cái text chim nào. Với thẻ img thì rõ ràng là nó có thuộc tính là src mod, đúng nhở? Có thuộc tính src để quy định cái đường dẫn tương vào trong cái thẻ đường dẫn của ảnh tương vào trong cái thẻ img. Thằng sượt này cũng có thuộc tính là src. Thằng video audio có thuộc tính là gì? Autoplay, tự động chạy. Control là hiển thị ra cái chỗ để chúng ta tua nhanh, tua chậm này, rồi power play này, loa to loa bé, đúng không? Thì đấy là cái control. Ở loop, auto loop, chứ là chạy hết thì nó tự động chạy lại. Đó. Đó, đấy là về cái thẻ về media, thẻ list, UL, LI. Chúng ta có cái size là gì? Square, circle và this. Và nó sẽ hiển thị cái phần ở cái đầu ấy, đầu của cái thẻ LI. Nếu là square thì là hình vuông đúng không? Circle thì là hình tròn. This thì là hình tròn không có đồng thì nhớ không nhầm. OL thì cũng có size. Chúng ta có các loại size là số 1 này, size bằng A này, size bằng 1 La Mã. Đây là 3 cái hiển thị khác nhau. Ví dụ để số 1 ở size của OL thì các LI sẽ là bắt đầu từ 1 đến 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bao giờ càng nhiều LI thì càng mở càng nhiều số. Được chưa? Với A thì các cái đầu đấy sẽ các số 1, 2, 3 nó chuyển thành ABCD. Thế số 1 La Mã này thì nó sẽ chuyển thành đầu tiên là chữ số La Mã. Chúng ta phải nhớ được như thế này. DL, DT, DD cũng có. Table này thì nó có thuộc tính là model. Bằng 1 thì khi mà tạo thuộc tính nhất, thuộc tính border giá trị bằng 1 vào và bằng bao nhiêu 2, 3, 4 thì đấy, thì các cái thẻ DLTR các bạn ấy, nó sẽ có các cái border ở phía ngoài, viền ở phía ngoài của các cái thẻ DLTH và cái khung bao ngoài nhất của cái thẻ table nó sẽ có một cái border. Tiếp theo với TH, TD thì đều có code span và row span. Cái này học rồi, các bạn nữa. Vùng chọn không có cái gì cả. Thẻ hyperlink thì chúng ta có cái tính là hrep không phải src. Hrep là đường dẫn đến cái chỗ nào đấy, được chưa? Chứ không phải src là link đến cái tài nguyên, còn hrep là đường dẫn từ đâu đến đâu. Và chúng ta có cái thuộc tính tính là target. Các bạn nên về đọc qua thuộc tính target này. Ví dụ target set bằng thuộc tính blank chẳng hạn, thì khi các bạn bấm vào cái thẻ A nó sẽ tự động mở ra thêm một cái tab mới. Bật đấy. Thẻ form này cực kỳ nhiều. Với thẻ form này có 3 cái thuộc tính là method, action và increase time. Input
thì chúng ta có các thuộc tính là Time, Value, Placeholder, Min-Max, Min-Max, Step, rất là nhiều. Rồi Checker, cực kỳ nhiều, tí nữa tôi giải thích thêm riêng về thằng input này, tôi sẽ có một cái phần riêng để giải thích cho nó. Select thì chúng ta có cái name, nhớ nhá, tất cả các thành phần nằm trong form này luôn luôn có attribute tên là name, cái này nó cực kỳ quan trọng. Sau này các bạn sẽ biết, bây giờ các bạn chưa cần và chưa làm được cái server nên chưa cần, nhưng sau này với những cái thằng name này nó cực kỳ quan trọng luôn. Select có multiple, tí nữa tôi sẽ để code demo các bạn. Territorial cũng có name. Button thì có time. Hết. Đấy là những cái thuộc tính attribute cho các thẻ, các loại thẻ của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ giải thích riêng về thằng input. Riêng về thằng input, thằng input nó quá nhiều thứ cần phải nói. Được chưa? Và giải thích cho bằng input nhá. Với phần input thì tất cả phải đều có name và value. Hai cái này các bạn chỉ cần biết có thôi. Với value á thì những cái ô, những cái thẻ input nào mà có thể chúng ta biết tách vào, chúng ta set value cho nó. Khi chúng ta set value cho nó thì ngay khi cái trình duyệt nó load cái nội dung của cái thẻ input này ra thì tách nó vào trong đây luôn. Value bạn set bằng cái gì thì tách ở phía trong này nó vào đấy luôn. Đó, đấy là cái tác dụng của value. Còn name để sau này chúng ta lấy dữ liệu từ value này ở phía trên code server. Tất cả các thể loại input dạng như này, dạng có thể viết chữ vào thì chúng ta đều có thêm một thuộc tính là placeholder, là những cái chữ mờ mờ khi cái thẻ input không có giá trị. Cái này thì demo rồi đúng không? Không phải lại nữa. Được chưa? Còn các loại thẻ input dạng checkbox, radio button thì khi mà vừa load ra ra ngoài trình duyệt đấy, chúng ta muốn nó tự động tích vào đâu đấy hoặc là bôi động một cái ô nào đấy thì cái ô cái thẻ input đấy được xét thêm cái thuộc tính là trigger như này, thì nó sẽ tự động được trigger ngay lập tức khi mà cái trình duyệt load ra trigger. Được chưa? Với number thì chúng ta có thêm các thuộc tính là step, min, max. Với cặp thẻ select, option thì select ấy, chúng ta có vẫn có name như bình thường nhé, và chúng ta còn có thêm một cái nữa là multiple. Để tôi demo cho các bạn xem cái multiple như thế nào. Đây Facebook form đúng không? Chúng ta set cái select này thành multiple. Được chưa? Giờ coi nhá. Thấy thằng này không? Ngày sinh nhá. Khi mà để multiple chúng ta giữ control mà có thể chọn được nhiều đáp án. Được chưa? Đấy là tác dụng của thằng multiple, bởi vì thẻ select bình thường không có multiple thì chúng ta chỉ chọn được một đáp án thôi. Giống như này. Nhưng mà với thẻ multiple thì chúng ta có thể chọn được nhiều đáp án khác nhau. Vì chưa nhỉ? Đấy là cái tác dụng của nó. Còn thẻ option, chúng ta để ý này, cái trang này của chúng ta khi mà ngay khi load ra thì nó chọn ngay cái thằng đầu tiên đúng không? Nhá, bây giờ tôi muốn chọn nó chọn tháng 7. Khi mà vừa load ra chọn luôn tháng 7
thì tôi sẽ xét tìm đến cái thằng tháng 7 này. Tôi cho thêm thuộc tính là selected. Bạn sẽ thấy nó chọn ngay luôn tháng 7. Selected. Được chưa nhỉ? Hết phim. Đấy là toàn bộ cấu trúc về HTML và thuộc tính của HTML. Bài tập về nhà của chúng ta chưa cần gì nhiều. Bây giờ chúng ta nghĩ cho tôi một cái đề tài. Đề tài sẽ là cái kết quả cuối kỳ của chúng ta. Kỳ này chúng ta sẽ học về giao diện. Cái lớp này hiện tại chúng ta sẽ học về giao diện. Bây giờ tôi cần các bạn ngồi vẽ lại cho tôi cái thứ nhất, chọn cho tôi một cái chủ đề của website của bạn là cái gì. Một trang tin tức, một trang về thương mại điện tử, hay một trang về trò chơi, hay một trang về cái gì gì đấy. Có thể là quản lý cái gì đấy, quản lý sinh viên học sinh hay cái gì đấy chẳng hạn. Chúng ta đi xem tất cả những cái trang mà chúng ta biết, chúng ta thích trang nào. Chúng ta ngồi chúng ta vẽ. Vẽ lại một cách thô nhé. Thô bằng cách gì? Chúng ta dùng pen hay dùng bất kỳ cái phần mềm nào mà chúng ta biết. Ví dụ một trang web nó luôn luôn là như thế này. Ví dụ dân trí đi. À bây giờ mà 24 giờ đi, thì chúng ta sẽ có cái logo ở đây. Cái logo này. Logo. Đây là cái menu. Đây là menu. Đấy. Ở trong này chúng ta có một cái mục này là mục tin thế giới. Đây là ảnh, đại diện này. Đây là một bài viết, đây là bài viết nữa. Đã thô sơ như này thôi. Không cần gì phải nhiều. Và đây là mục thứ hai này. Đấy, một cái tag này. Ở đây là cái quảng cáo này. Đó. Chúng ta chia ra các cái vùng như này. Vẽ. Đây là trang chủ. Được chưa? Đây trang chủ, trong đó một trang chủ. Trang chi tiết bài viết thì nó như thế này. Trang chi tiết bài viết thì bên đây vẫn là cái logo này. Được chưa? Ở phía này, ở dưới này nó sẽ là cái tiêu đề. Tiêu đề bài viết này. Ở đây là phần tóm tắt ngắn này. Ở đây là cái ảnh này. Ở phía dưới này là nội dung này. Ở phía dưới này là author này. Được chưa? Đấy. Vẽ lại toàn bộ ít nhất mỗi trang, ít nhất mỗi cái đề tài ấy, vẽ tôi 5 trang. Bởi vì cơ bản nó có cái gì, trang chủ cái chi tiết là 2 này đúng không, trang tìm kiếm là 3 này đúng không, trang danh mục là 4 này, trang liên hệ là 5 này. Đấy, nó có cơ bản là mấy trang thì chúng ta phải vẽ tôi ít nhất là 5 trang cách thô sơ như này. Bây giờ deadline vào tối ngày mai như bình thường. Hả? Một là các bạn vẽ bằng thằng này. Bạn submit mockup tải về mà cài. Đây. Nó giúp chúng ta có thể là mở. Đây tôi mở cho các bạn cái project của tôi đã vẽ nhé. Đâu nhỉ? Tôi coi lại xem là tôi vẽ tôi để đâu. Chẳng biết để đâu mấy cái file mockup này tôi vẽ đây. Với cái bản submit mockup ấy thì chúng ta có thể vẽ được ra những cái giao diện trông nó như thế này. Working. Đây, tên phần mềm là Balsamic Mockup. Được chưa? Tải về Gregory cũng được. Đây, trông như này. Thấy không? Vẽ thô thô như này cũng được. Đây logo này, đây là cái danh sách, danh mục này. Rồi thì đây là cái bảng này. Chúng ta hoàn toàn có thể vẽ được cái này bằng cái phần mềm Balsamic. Cái tool thứ hai chúng ta có thể đi tìm là vào trang lucidchat.com. Trong này chúng ta chỉ đơn giản đăng ký tài khoản, đăng nhập vào. Nó cho chúng ta vẽ miễn phí vài cái bản vẽ gì đấy.
sau đó chúng ta có thể xuất ra ảnh. Ví dụ tôi trong này tôi cũng có, nó đầy đủ công cụ chúng ta vẽ hết mà. Còn không thì bí quá thì vẽ bằng pen, bí quá thì bê pen ra mà vẽ. Cái chuyện bình thường mà có gì đâu. Được chưa? Nộp cho tôi file ảnh nhá. Nén vào tất cả file ảnh của đề tài chúng ta nén vào trong. Sau đó là gửi lại cho tôi trên Google Drive. Được chưa? Mỗi người một đề tài. Trước khi nộp phải đi xem quanh lớp xem có thằng nào giống mình không. Nếu mà giống mình thì phải đánh nó đi, bắt nó nghỉ học hôm đấy hoặc là như nào đấy, để cho mình không bị chửi cùng với nó. Được chưa? Chứ hai thằng cùng đề tài là liệu hồn. Đây, cái tool thứ hai là Lucid Chat nhé, mạng đấy yếu quá nó không tải được. Được chưa? Đó, về vẽ đi.